Hello, chào các bạn. Chào mừng đến với kênh Thích Là Mua của tôi. Hôm nay tôi giới thiệu đến một cái bàn là sản phẩm, đó là cái máy cắt cầm tay của Datong nha. Máy này thì mình mua và mình đã dùng rồi. Bụi bám đầy nên mình mới thấy cũng tương đối ok nên mà giới thiệu cho các bạn, chia sẻ đến bạn cùng xem. Thì đây là thân máy này. Dây thì ngay rất dài nha các bạn. Dây này dài phải được 2,5 m nha. 2,5 m. Và chỗ đây nó có dòng chữ là Heavy Duty nha các bạn. Duty nha. Datong. Của Datong luôn các bạn. Đây thì có công suất của nó nè. Công suất tốc độ vòng quay là 10, 10, 11.000 vòng trên 1 phút nha các bạn. Công suất 900 W. Đó, chiều dài máy là 100 mm nha. À, máy đây là máy bán kính nó là 100 mm nha các bạn. High quality nha, chất lượng build các bạn có thể thấy. Dùng để cắt bê tông nên bụi như thế này, này. Nhưng mà cái chất nhựa nó vẫn còn ok lắm. Tay nắm to, chắc chắn. Cái chỗ đây mình thấy để ý các bạn dùng máy nó hay bị hư chỗ này nè. Nhưng mà máy Datong họ làm chỗ này nó rất là đảm bảo nha, cái đuôi của cái máy này rất đảm bảo luôn. Dây điện đây là đầu dây điện của nó nha, dây điện mềm nha các bạn, dây điện mềm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thử cho các bạn xem nha. Link mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn mua nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thử nó như thế nào nha. Cắt các bạn nghe tiếng máy và tiếng cắt. Rồi đó các bạn, mình đánh giá là máy chạy rất là êm, không quá rung nha các bạn, rất tốt, hài lòng. Sản phẩm của Datong lúc nào cũng đem đến sự hài lòng cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ. Bye bye.